Sony 3-2 tiếng cực khỏe luôn, đánh bass 30 nhẹ nhàng. Đặc thù dòng Sony bass khỏe, tép hay. Con này tôi bán giá 3,5 triệu một bộ pin rất nặng, giá rất mềm, hình thức cực đẹp luôn, góc cạnh không hề xít mẻ. Này nó xước nhẹ sơn ở đây thôi, xước nhẹ một tí thôi, thả bãi vào hành chất lượng. Nặng như đá luôn. Nguồn rất to, tản nhiệt dài, đen xì. Sản xuất tại Nhật, số series 914 215W điện 100V. Có đường cầu chữ U để cắm lọc nhạc kiểu song song, cắm song song nối tiếp được hết. Có cầu chữ U thì nó tiện hơn, thì mình có thể 4 đến 16 ohm. 3,5 triệu. Tiếng khỏe và hay và đẹp. Được rất nhiều tiêu chí luôn. Loa trái có tiếng này, loa phải có tiếng này. Phải bấm vào lúc này sáng, tôm vào tròn thì có tác dụng của bát chép. Bấm vào đây sẽ không có tác dụng của bát chép. Chạy trực tiếp luôn.